Hi, chào đến anh em đồng hồ chính trị ở động, mình là Tờ Lũ S98. Rất vui quay trở lại các bạn trong video ngày hôm nay. Và mình đang ở trong cái cuộc tranh đoạt lên server cùng với server số 112. Thứ hai thì nó cũng không có điều gì gọi là có quá nhiều thứ để chơi. Tranh đoạt lên server có lẽ là điểm nhấn quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng không phải server nào cũng cảm nhận được cái niềm vui của tranh đoạt lên server, đặc biệt là những server chết. Khi đối đầu với những cái server mình gọi là server chết ấy, thì thực sự dù thắng hay thua cũng khá là nhàm chán. Nếu bạn ở server thắng ấy, thì đúng không, thì đánh với một cái người mà họ không có sự phản kháng thì nó sẽ rất là kèm thú vị, đúng không? Ngoài ra nếu bạn ở xe vượt chết thì tất nhiên là còn buồn hơn nữa. Cho nên là ngày hôm nay mình nghĩ rằng nó sẽ chỉ là thú vị với những xe vượt thực sự là active tốt. Với S98 thì tuần này sẽ đụng độ với S121. Lực chiến các bạn có thể thấy chênh lệch nhau rất là nhiều, tuy nhiên S121 tỏ ra là xe vượt có khả năng active tốt hơn hẳn so với xe vượt số 98. Nguyên nhân là lực chiến thấp mà vẫn chiến thắng được thì chỉ có thể gọi là gì, active hơn thôi. Mình check trong top 20 xem nào. Rồi, xanh lè, có duy nhất một người, đó chính là cái gì đây, 100kc, ... là nó trong top 20 đúng không, trong top 30 xem sao. Cũng rất ít luôn, S121 luôn, kể cả top 40, nhưng thật lạ lùng khi mà họ vẫn active rất là tốt. Tức là cái khoảng dưới của họ chơi cực kỳ gọi là đồng đều nhau đấy các bạn ạ. Thật sự, đây ra một sự khó khăn đối với S98, và các anh em S98 chắc chắn rồi sẽ phải chơi một cách nghiêm túc hơn ở 20:59. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể nào nhận được... chúng ta sẽ bị chấm dứt mất cái thành tích bất bại. S98 mình nhớ không nhầm là 3 hay là 4 tuần liên tiếp gần như là không biết đến cái mùi vị thua cuộc là gì rồi. Và hy vọng thì hôm nay sẽ tiếp tục là không phải nếm cái mùi vị thua cuộc nữa. Mùi vị chiến thắng bao giờ cũng ngọt ngào hơn, đúng không? Mình sẽ phải đánh lên cao một chút. Mỗi một cá nhân góp một phần nhỏ nhỏ vào thì sẽ làm cho thứ hạng của server ta tăng lên rất là nhiều. Rồi ok, mình đang ở thứ hạng số bao nhiêu? 40 mấy, đúng không? Hoàn toàn mình có thể đánh lên cao. Chẳng qua 2-3 chiếc là tương đối lười thôi. Chất đúng chính xác hơn là bận thì đúng hơn các bạn, chứ không phải là lười. Mình không hề lười chơi game chút nào cả. Muốn rất là chăm chỉ, nhưng mà trò qua bận quá thì phải chịu thôi. Với lợi thế vượt trội về sức mạnh, khi mà S98 nó cách S121 tới hơn 20 server thì việc đánh lên mình nghĩ rằng khá là điều khá là đơn giản. Có điều là có chịu đánh lên hay không thôi. Đấy, rồi. Ngoài ra thì việc đóng góp vào server, cụ thể là cống hiến ấy, thì cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng giúp cho server bạn có thể gọi là tối ưu hóa tối đa. Đấy, các bạn nhìn thấy nó tăng tới sấp xỉ lấy 20% sức mạnh cơ mà, đúng không? 20% công, 20% HP, 20% phòng thủ. Rõ ràng đây là những con số không hề thấp chút nào cả. Đấy, đặc biệt ngoài ra còn có phần cống hiến cá nhân, nó cũng tăng khoảng độ 15% các thứ nữa. Mình nghĩ rằng không cống hiến là một cái sự thiệt thòi vô cùng lớn, vô cùng lớn. Rồi, mình đã cống hiến full hết rồi. Còn bao nhiêu số XP thì mình sẽ đổ vào trong shop thôi. Đấy, giờ cái mảnh hồn khí nó cũng không còn quan trọng nữa, cho nên là mình cũng đã bắt đầu chuyển qua tức là không mua nữa. Đấy. Rồi, đây rồi, top 13 đây rồi. Mãi mới nhìn thấy. Mình đánh gục lốt bạn ấy xuống coi như là gì, hết mùi thôi, đúng không? Nó rất là đơn giản, dễ dàng các bạn ạ. Quan trọng là có muốn đánh hay không thôi. Đấy. Rồi, như vậy là trong top 20 100% là của S98 rồi. Phần còn lại có lẽ là nhiệm vụ của những người chơi ở top thấp hơn. Cụ thể là những người chơi S98 ở tầm khoảng độ top 3X, 4X, 5X là sẽ phải cố gắng hơn một chút. Còn đâu mình nghĩ rằng 20 người, thậm chí là 30 người trong top đầu tiên đã hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ của mình rồi. Gần như là không để một cái bóng không để một cái bóng đỏ nào nó xuất hiện rồi, đúng không? Phần còn lại phải phụ thuộc vào những người ở bên dưới thôi, không có cách nào khác. Mình tin chắc rằng S98 sẽ có nhiều hơn 40 người active tốt. Và hy vọng tối nay thì họ sẽ đều online cả. Chỉ cần 40 người xanh lè thì mình nghĩ là sự chiến thắng dành cho S98 là cái điều không khó khăn lắm. Rồi, còn hôm nay thì có những cái sự kiện gì đáng chú ý trong ngày hôm nay? Làm ít nhận nhiều bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn ạ. Mình xin lỗi, hình như nó bắt đầu từ 3-4 ngày rồi. Giờ thì còn có 4 ngày thôi. Ai mà khởi đầu từ hôm nay là thôi cũng coi như muộn rồi. Thực sự thì phần thưởng của phần nạp tích lũy này thì mình thấy nó không được ngon lắm. Chính xác là nạp mỗi ngày thì đúng hơn. Mỗi ngày nạp 600 minh cương không được ngon lắm. Cái giá như có cái hồn vũ khí thì sẽ thơm hơn rất là nhiều. Khởi đầu tuần mới với sự xuất hiện của thẻ Angel. Ở đây có một cái nhiệm vụ share thì mình thấy khá là ngon. Đâu rồi nhiệm vụ share? Đây đúng không? Còn nhiệm vụ nạp kim cương thì cũng được, nhưng mà cái gì nhỉ? Cứ nạp này không chơi được.
quay dương phím kể cả vàng lẫn kim cương mình nghĩ rằng đều không thích hợp, đều không thích hợp, đặc biệt là quay dương phím kim cương. Mở tháp vượt đỉnh 2 ok con gì. Tiếp tục là điểm tích lũy yếu chưa, giúp cho người chơi có nhiều mảnh vạn năng hơn. Đổi phím thỏa thích này mình thấy cũng khá là hay, đặc biệt với những người chơi ở những cái server cũ, khi mà lượng phím cam của họ khá là nhiều, họ khá nhiều thì có thể đổi ra thành thẻ phím cam. Thẻ phím cam này không chỉ đơn thuần đổi ra phím cam mà còn có thể đổi ra được cả vàng. 50 thẻ này thì sẽ được 8 triệu vàng, cực kỳ nhiều đúng không các bạn. 50 thẻ tức là 5 cái phím cam này đổi thành 8 triệu vàng. Đấy. Được đấy các bạn, được đấy đúng không? Mình nghĩ là được đấy. Còn 5 thẻ này cũng có thể đổi thành bao nhiêu nhỉ? 300 mảnh hồn khí, 300 cái gì nhỉ? Đá chúc phúc, mình nghĩ là không cần thiết lắm. Còn ngoài ra còn có thể đổi thành đá cường hóa, hoặc là mình sẽ đổi thành đá cường hóa hoặc là thuốc cường hóa. Hai cái này mình nghĩ rằng cũng có thể gọi là gợi ý cho, nói chung là cho những ai mà cần gấp gáp quá thôi. Chỉ còn đâu về mặt cơ bản thì mình nghĩ rằng bụi phím vẫn là cái quan trọng hơn, và bán phím cam đi để lấy bụi phím mình nghĩ rằng vẫn là một sự lựa chọn có lẽ là tốt hơn, có lẽ là tốt hơn. Rồi ngoài ra thì chúng ta cùng chờ đợi những cái sự kiện trong những ngày sắp tới thôi, chứ thực sự hôm nay thì cũng không có điều gì gọi là quá là cuốn hút. Để cho video thực sự trở nên thú vị và hay ho thì mình đã nghĩ ra một cái chủ đề khá là hay cho video này, đó là dự đoán update bán môn. Cụ thể là mình sẽ chia sẻ với các anh em cách dự đoán hay là tiên tri hay là đi trước đón đầu cái bản update bán môn nó sẽ như thế nào. Thực ra thì mình nghĩ rằng nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì biết trước 1-2 ngày nó cũng không gọi là hơn nhau cái gì cả. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng biết trước hơn, kể cả biết trước hơn vài tiếng, nó cũng là một điều gì đó làm cho người chơi cảm thấy nó thú vị hơn, hay hơn và cảm thấy phấn khích hơn, đúng không? Thế đây mình sẽ chia sẻ với anh em cách dự đoán update bán môn của Gaena Quyền Vương 98 nó như thế nào. Ở đây mình xét lại là dự đoán thôi, và sự chính xác của nó sẽ chỉ ở mức 99% thôi, chứ không thể 100% được. Rồi thính ở đây, muốn dự đoán được bán môn thì các bạn phải biết ngửi thính hay là biết ăn thính của Gaena. Thính ở đây thì nó sẽ có ở trên Facebook và trên Gaena Mobile. Ở đây thì trong điều kiện update bán môn lần này thì mình sử dụng thính ở trong Facebook Gaena Quyền Vương 98. Mình sẽ dùng trình duyệt mà mình sẽ dùng Facebook để vào cái theo dõi cái gì nhỉ, Gaena Quyền Vương 98 trên fanpage cụ thể như thế nào, đúng không? Các bạn không nhất thiết là phải tham gia vào group đâu, chỉ quan trọng là chúng ta theo dõi các cái thông tin ở trong fanpage. Đây mới là nguồn trang chủ chính thức của Gaena, còn trong group chỉ là nơi mà Gaena gọi là quản lý thôi, chứ họ không công nhận chính thức đấy là nơi mà mình tiếp quản, mặc dù rõ ràng những cái admin ở trong đấy toàn là những admin của Gaena cả. Cái này thì mình đã check rất là kỹ càng ở trên 1900 1280, cho nên những cái thông báo chính xác nhất là phải thông báo trên trang chủ fanpage Gaena của V98, có dấu xanh xanh này các bạn này, có cái dấu xanh xanh ở giữa màn hình ấy. Đấy là dấu bản quyền đấy. Rồi cụ thể thì nó sẽ có những cái update gì, đúng không? Trước tiên là update về lục bôn của một loạt võ sĩ, và mình cho rằng đây là phần quan trọng nhất. Trước tiên sớm nhất khoảng 3 giờ trước, Gaena thì có công bố update lục bôn của Robert với tiêu đề là đỉnh cao cực hạn lưu. Mà đây không phải thính nữa mà nói thẳng luôn rồi, Robert là một trong võ sĩ đang được mong chờ lục bôn xuất hiện nhất hiện nay. Liệu anh ta sẽ trở lại và được cực hạn lưu lên một đỉnh cao mới? Hãy cùng chờ đón trong những cái bản cập nhật tới của trong thay đổi mặt cập nhật nơi nhé, vân vân, khoe mai miết gì đây, đúng không? Rồi thì sắp Gaena thì chúng ta đều phải đã Quyền Vương nó đã trải qua hơn 1 năm rồi, và mình nghĩ rằng sự việc gì chăng nữa thôi thì nó đều có tính quy luật. Và một cái quy luật của Gaena đó là mình có thể dễ đoán được, đó là thường thường cứ gần tới nước tới chân thì họ mới nhảy, nó cứ gần tới ngày update thì họ mới bắt đầu công bố những cái Nhưng cái nội dung update các bạn ạ, chứ còn đâu trước đó nó không có đâu. Cho nên đã update công bố về cái thính của lục môn của Robert thì chắc chắn thứ tư này sẽ là update lục môn của Robert. Tuy nhiên điều đấy chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm thôi. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh hai võ sĩ đứng ngay đằng sau Robert, đó là Shemiloy và Clark, đúng không? Thì đây chính là những cái điều kiện để cho Robert nâng lên lục môn, đó là Shemiloy phải đạt trạng thái nhị môn hay là chạm mốc nhị môn, và Clark phải trạng thái là trạng thái nhị môn. Và thường thường thì Gaena đã từ lâu thì mấy lần trước các bạn phải đoán được cái quy luật của nó rồi, mình bảo rồi, bất kỳ một sự việc gì chăng nữa nó đã lặp lại tới lần thứ hai thứ ba là kiểu gì cũng phải có quy luật, và quy luật ở đây nó là không có nhị môn mà Gaena sẽ up thẳng lên tứ môn các bạn ạ. Như vậy là sẽ có update tứ môn của Clark, còn Shemiloy thì update tứ môn từ lần trước rồi.
Clark lên Tứ Môn sẽ là một trong mối đe dọa rất là lớn cho các anh em team châu nữ, khi mà Clark nói chung từ lâu đã là mối hiểm họa vô cùng lớn của team châu nữ rồi, mà bây giờ thực sự nó đang rất là cận kề. Như vậy đầu tiên thì mình xin công bố cặp update môn trước tiên, nó là lục môn của Robert, tứ môn của Clark và kèm theo đó là của ai. Mình sẽ dùng trong Gaia Mobile, cụ thể ở trong cái phần tra cứu duyên ngầm với các bạn. Rồi, cứ bình tĩnh cho các bạn, đâu nó sẽ có đó thì cho xem bóng tôm. Rồi, Robert sẽ đi cùng duyên ngầm với ai? Đâu rồi Robert, đâu rồi? Đây rồi. Robert sẽ cùng đi cùng với Choi, đi cùng với Shemiloi và đi cùng với Clark. Như vậy là sẽ update thêm cả tứ môn cho Choi. Không, hình như Choi mình nhớ update tứ môn từ lần trước rồi, đúng không nhỉ? Rồi, dù chẳng biết lần trước hay lần này, nhưng chắc chắn là tới ngày hôm nay thì Choi sẽ được tiếp tục update tứ môn. Rồi, anh em team siêu nữ là hết sức là cẩn trọng với cái lần update này, đúng không? Bởi vì Choi cũng là một tên sát thủ của team nữ, nhất là nữ tứ hồn. Choi là một kẻ phá tứ hồn rất là ghê gớm. Clark, đặc biệt là những cái team gấu. Robert nữa, Robert không chỉ búp cho team nữ mà nó còn phá cả team nữ đó các bạn. Khi mà nó búp chí mạng cho Clark và Choi thật sự tương đối là mệt mỏi đây, đúng không? Tương đối là mệt mỏi. Rồi, đấy là cái cặp update thứ nhất các bạn nha. Mình xem lại lục môn của Robert và tứ môn cho Choi và Clark. Còn tứ môn Shimiloi thì đã update từ lần trước rồi. Đây là cặp thứ nhất. Cũng không có gì gọi là khó đoán quá, đúng không? Không có gì gọi là khó đoán quá. Đâu rồi nhỉ? Thôi chết em rồi, xóa mất rồi. Rồi, hỏng bét ra, đúng không? Ông làm màn chán quá đấy. À đây rồi, may quá nó vẫn còn cái gì nhỉ? Lược sử. Không, chết em. Đây rồi, ok. Nào, quay. Được rồi. À, tiếp tục, sau Robert sẽ là ai? Đúng không? Mình sẽ cùng check theo dòng thời gian của Gaia quyền vương chỉ tạm. Rồi, mà chuỗi sự kiện luân hồi trong vài ngày nữa sẽ là chuỗi sự kiện rất là hay đấy các bạn, rồi update đấy, vân vân đấy. Mình nghĩ rằng có bữa hôm nay là chúng ta phải đợi chờ một chút thôi, còn những ngày sau, mấy ngày nữa này sẽ là gì, ào hạt sự kiện này, thật sự rất là thú vị đấy. Rồi, quay dương phí bằng vũ khí, không phải cái này, không phải thính chắc cái đâu, mà luân hồi không phải thính, anh phải cắn đúng thính các bạn. Rồi đây rồi, Gixi siêu hùng dáng thế. Gixi hiện là đang ở trạng thái tứ môn rồi, và muốn nó gì dáng thế tiếp thì nó phải lên lục môn, nhưng còn cái gì là đúng không? Hai hình ảnh các võ sĩ đứng ngay sau GC là ai? Mình sẽ bấm hẳn vào hình ảnh này để check cho nó rõ xem nào. Rugo à? Và Yashiroto. Nhưng hai con này đã tứ môn rồi cơ mà, đúng không? Hai con này đã biến thành tứ môn rồi. Không ăn thua. Để mình check lại trong duyên ngầm của Gaia Mobile xem nào. Giz đúng không? Giz. Đây đúng. À, Billy. Nhưng mà mấy con này tứ môn hết cả rồi. Như vậy là cái gì nhỉ? Cặp tiếp theo nó sẽ là Billy, sẽ là tứ môn của Billy, tứ môn của Yashiroto và Rugo. Tuy nhiên Rugo lục môn rồi, và lục môn của Giz rồi. Những cái võ sĩ mà mình phải nói là gì nhỉ, ngoài Yashiroto toàn mấy con vớ vẩn, mấy con mà cái gì rất là ít người dùng. Gaia ưu tiên cho update trước, bởi vì nếu update sau ấy, sau này nó nhiều võ sĩ mạnh hơn thì trái thèm dùng, đúng không? Tuy nhiên thì những anh em nào chơi Giz thì cũng yên tâm, con nào lên lục môn nó cũng có cái tính năng hay của nó thôi, nó cũng có cái sức mạnh của nó thôi, chứ không phải nó yếu đâu. Quan trọng mình nhắc lại là cách dùng, chứ không phải là nó mạnh hay là nó yếu, quan trọng là nó phải cách dùng. Đấy, bạn phải đưa Giz vào đội hình hợp lý như thế nào thì để sau video này mình chỉ chủ đề chính là gì thôi nhỉ, phân tích về cái gì nhỉ, đoán thính căn tính thôi, đúng không? Dự đoán về cái gì nhỉ, chi tiết update ban môn thôi. Như vậy cặp tiếp theo là bộ của Giz, bộ tiếp theo là của Chihuahua. Rồi, ok, rất là thú vị đây, mình rất là háo hức muốn làm một cái video về lục môn của Chihuahua. Anh em nào mà lên lục môn của Chihuahua thì mình rất là mong muốn được cầm Chihuahua đánh lục môn một lần để xem nó cảm giác cái tuyệt kỹ nó như thế nào. Thực sự trông rất là thú vị, và thực sự dùng Chihuahua trong đội hình siêu nữ nói chung và đội hình gấu nói riêng thực sự là một trong những cái cách dùng rất là hay. Chihuahua là một cái tướng cực kỳ mạnh, mình đánh giá rất là mạnh bởi cái khả năng của nó vô cùng là lớn, khả năng hiệu ứng khống chế vô cùng cao. Đặc biệt cái lục môn thì còn giải hiệu ứng, nói chung người phá hiệu ứng các kiểu con đà điểu ấy, các bạn ạ, vô cùng là thú vị về Chihuahua. Tuy nhiên ở khi hồn vũ khí của nó quá đắt, và ngoài ra thì cái team gấu hiện nay nó đã bị lỗi thời mất rồi, cho nên là cái sự xuất hiện của Chihuahua ở trong nhiều chế độ nó rất là khó kiếm. Chứ thực ra Chihuahua, nếu như mà các bạn dùng Chihuahua, mình đảm bảo đó là một sự khác biệt,
Và nếu như dùng đúng cách nữa thì sự cái đội hình của bạn vô cùng giá trị và vô cùng thú vị. Các tướng đi kèm trong bộ của Chihuahua bao gồm có Mai, có Mary. Những cái đường cong này thì khá là quen thuộc với những anh em chơi team siêu nữ rồi. Còn vị trí cuối cùng thì của ai nhỉ? Nó là có bộ rồi các bạn, bộ 3 này. Bộ chả biết bộ 3, bộ 4 thì ở đây rồi. Đó chính là King đúng không? Như vậy King sẽ là con tướng tiếp theo được nâng lên tứ môn. Đấy, tứ môn cùng với Chihuahua lục môn vân vân. Đấy. Rồi đấy là bộ tiếp theo. Tiêm cương hiệu hoa này qua rồi, trang béo rồi, tiếp tục những cái võ sĩ mà các bạn có thể thấy nó rất là ít được sử dụng hiện nay đã được update tới lục môn. Lý do nó là gì nhỉ? Làm cho cái lối chơi trở nên đa dạng hơn. Nếu như không muốn nói là sau này mà update không update bây giờ thì về sau chả ai thèm dùng. Đấy. Trang béo. Trang béo là võ sĩ có khả năng hồi sinh cực kỳ cao. Gần như là auto hồi sinh ở cái chiến trường 6v6. Ngoài trang thì có một cái đặc điểm nổi bật có lẽ đó là khả năng hồi sinh thôi. Chứ thực ra khả năng công chế của trang khi mà kể cả có hồn khí cũng không phải là cái điều gì đó quá nổi bật. Trang thì không có khả năng kháng công chế, không có khả năng tăng thủ. Có chăng nó chỉ là một cái tướng mà đóng một chút vai trò gọi là phòng thủ cũng như là khống chế thôi. Thực ra do ngoài ra thì hồn vũ khí của trang nó khá là đắt, nếu chúng muốn nói là rất là đắt, cho nên là khá là kén người dùng. Ở bên xem vòng quy quy thì cũng có một người làm cái gì nhỉ, Tên Quyền Vương 98 đấy các bạn, gọi là YouTube đấy, cũng chơi trang béo, mình thấy cũng khá là hay. Tuy nhiên nếu đổi trang béo bằng một số con vệ khác thì mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn. Dù sao thì trang béo lên lục môn cũng sẽ là một cái sự thay đổi rất là lớn về khả năng khống chế. Khả năng khống chế của trang béo khi mà lên lục môn nó sẽ rất là cao. Mình nghĩ rằng trang béo phải lên đi cùng với một đội hình có khả năng phòng thủ tốt hơn. Ví dụ phải có thêm một con vệ nữa. Chứ một mình trang thì chắc là phòng thủ sẽ hơi yếu một chút. Đấy là cách sử dụng của trang mình nói một chút. Còn khả năng khống chế của trang béo khi lục môn mình trang lại là vô cùng tốt. Khả năng hồi sinh thì gần như auto hơn rất là nhiều so với trước khi nâng lục môn. Cái này thì các bạn có thể vào Gaena Mobile để tra cứu cái kỹ năng lục môn của trang béo. Ai sẽ đi cùng với trang béo trong này? Hình ảnh của Kim Đại Nhân và Choi đúng không? Và Choi. Trang Kim Choi là ở trong cái duyên hay là trong cái đội là đội gì đấy? Anh hùng dũng sĩ gì đấy đúng không? Mình không nhớ lắm, nhưng mà nói chung là cái gì là Kim là đại ca hay là gì là sư phụ của Choi và của Trang. Đấy, đâu rồi? Mình sẽ xem trang béo ở đâu. Còn cái võ sĩ số 3 hay võ sĩ cuối cùng đi cùng với bộ trang béo là ai? Trang béo đâu rồi? Where are you? Đây rồi. Đó chính là EG đúng không? Nhưng mà EG như vậy là EG cũng sẽ là một cái tướng tiếp theo của lưng tứ môn. Mình nhớ mang máng là EG như cũng hình như nhân nhị môn rồi thì phải nhỉ? Đấy, như vậy EG là sẽ là võ sĩ tiếp theo được nâng lên tứ môn. Tứ môn của EG thì có khả năng là copy độc chiêu của Binley hoặc là của Yorizi. Khá là hên xui đúng không? Khá là hên xui. Rất nhiều người sử dụng EG ở vị trí đó là vị trí ôm bom cảm tử đối phương và làm một cái khiên ảo. Mình thấy đấy là một cái chiến thuật rất là hay. Tuy nhiên thì trong nhiều chế độ khác thì nó lại tỏ ra không được hữu dụng lắm. Ví dụ như đánh boss chẳng hạn, tự nhiên ông lại gì phế một con. Tuy nhiên bù lại thì mình nghĩ rằng cái gì thế thôi, nó đều có hai mặt của nó. Được cái này thì mất cái kia. Mình cho rằng dùng EG làm cái tấm khiên ảo hay là một cái võ sĩ để gọi là ôm bom nhảy sông với đối phương có lẽ được lợi rất là nhiều. Được lợi hơn rất là nhiều, phần được lợi vẫn nhiều hơn. Update trang béo sẽ là phần tiếp theo với lục môn trang béo và tứ môn của trang của Kim. Kim lục môn rồi, tứ môn của Choi và của NG. Những võ sĩ khá là hiếm người sử dụng, kén người sử dụng đúng không? Tuy nhiên, từ đó này thì mình hy vọng sẽ có một số bạn là tiếp tục là kia chấp nhận là hy sinh, thay máu đội hình một chút để tạo ra cái thế giới của Vương 98 sự khác biệt và thú vị, chứ nhìn đội hình ai như ai trông chán chết đi được đúng không? Rồi hôn áp kép đã qua. Rồi, đây rồi. Benimaru 2K3. Đây là Benimaru thường đấy các bạn nha. Đã được Gaena thính, có thể nói là một trong những võ sĩ được thính đầu tiên luôn. Sức mạnh của Benimaru hay Benimaru khi đang lên lục môn phải nói là thay đổi vô cùng. Benimaru không chỉ là kẻ khắc chế team nữ, không chỉ là khởi khắc chế team nữ bởi nội tại giảm công nam nữ, khi tung tuyệt kỹ cũng cái gì giảm công của nữ, thật là một nỗi ám ảnh đối với team nữ, như kiểu Shermie Lôi ngày xưa ám ảnh đối với team nam ấy các bạn ạ. Thì team siêu nữ cũng rất là ngán ngẩm Benimaru. Tuy nhiên thì Benimaru cái sức đam của nó lại tương đối là yếu, nó chỉ mạnh ở mặt khống chế. Cụ thể là Benimaru sau khi tung tuyệt kỹ ấy, thì nó sẽ làm giật điện không chỉ một võ sĩ đấy mà giật điện cả 3-4 cái võ sĩ mà đứng sát với nó. Như kiểu là cái gì bị điện giật thì nó
ông nào mà bị giật mà dính vào nhau thì nó giật cho cả hàng ấy các bạn, đại loại kiểu kiểu như vậy đúng không? Thì Benimaru nó là như thế, chủ yếu là hiệu ứng thôi. Sau này thì nó ra Benimaru 2K3 cũng như là cái gì nhỉ, Mr. Big, thì Benimaru thực sự mới gọi là phát huy được hết công dụng của mình khi mà nó thuộc cái team gọi là team lôi các bạn, team team lôi tức là cái team điện giật, team sét ấy, thì thực sự lúc ý nó mới là được cộng thêm đam. Chứ bây giờ thực sự Benimaru chỉ là kẻ khắc chế team nữ mà thôi. Còn gặp những cái team khác như team hỏa, team hồi máu hay là sáng thế chẳng nhất nhỉ, mình nói luôn nó đập cho sấm mặt đấy đúng không, đập cho SML luôn đấy, chứ không có hay ho gì đâu. Anh em nào dùng Benimaru thì cái gì nhỉ, lên dùng ở những server mà có nhiều team nữ, chứ hạ là một hai ông chơi team trong nữ cái gì nhỉ, bị cả đống còn lại nó vào nó bao vây thì chết đây đúng không, chết đây mà đùa đâu. Rồi những ai sẽ đi cùng với Benimaru 2K3, à với Benimaru đấy, thì chúng ta sẽ cùng check kỹ trong phần lục bôn đấy, giả sử trong danh sách tra cứu lục bôn của Gaena hay tra cứu duyên ngầm. Đâu rồi, Benimaru thường thường nó ở vị trí đầu tiên vì nó cùng duyên với, à đây rồi, gần với Kyo mà đấy, rồi như vậy nó là Kyo, là Diamond và Rio de Janeiro. Ở đây có lẽ là thêm Diamond thôi, Diamond như vậy cũng sẽ được lên tứ môn. Như vậy là cái bộ Nhật Bản hay là những cái võ sĩ cơ bản nhất gần như trong cái đợt update này sẽ được nâng lên môn ở mức tối đa luôn, để nâng môn ở mức tối đa luôn, chứ không còn cái gì nhỉ dè dặt như là vài lần trước nữa đúng không. Lần này sẽ rất nhiều võ sĩ được nâng môn, không chỉ là 3-4 võ sĩ đâu. Rồi mình xem còn võ sĩ nào nữa không. Có lẽ Benimaru là võ sĩ cuối cùng mà chúng ta sẽ có trong cái lần nâng môn này. Như vậy là có 5-6 võ sĩ. À rồi, mình xin lỗi, bỏ qua Metro thực sự là một cái sự thiếu sót đúng không. Bỏ qua Metro thực sự là một thiếu sót. Metro là một trong những cái võ sĩ trước chất 12 mình đánh giá phải có khả năng ngoài Adam số 1 luôn trong võ sĩ chiến 12. Cái khả năng của Metro phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Đấy, cực kỳ khủng khiếp. Vice thì nổi tiếng ở khả năng sát thủ, lượng đam của nó thì cũng to nhưng mà không thực sự nổi bật. Nhưng Metro thì khác hẳn các bạn ạ. Lượng đam của nó thì có thể nói là vô cùng đột biến bởi cái khả năng được hưởng búp chí mạng từ nội tại nhị môn. Đấy, vô cùng khủng khiếp luôn. One hit one die, one shot one kill. Metro sẽ tạo lên những cú hit như vậy. Mình nghĩ rằng mình sẽ rất là mong đợi. Nhưng mình tiếc, mình nghĩ rằng chúng ta không cần phải trông đợi những cái clip của Metro One Shoot One Kill đâu. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người chơi Metro, chắc chắn rồi. Trong đó có cái AK-S98 của mình, đội hình 2, mình sẽ sử dụng Metro ở trạng thái lục bột. Thực sự rất là ngon, bổ, rẻ. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao nhất thì có lẽ Metro phải ở trong đội hình chính. Và mình sẽ rất là mong ngóng tiếp tục một ai đó cho mình mượn một cái ác nào đó chơi Metro một cách hết sức là chỉn chu tử tế đúng không. Hơi đáng tiếc một chút khi mà Vice lần này chưa được nâng lên lục bôn cùng với Metro, bởi vì thực sự lục bôn của Metro phải đi cùng với Vice thì nó mới thể hiện được hết khả năng của nó các bạn. Cặp đôi này phải đi chung với nhau, nhưng các bạn chú ý đừng xếp chúng chung hàng với nhau. Vice còn sống thì Metro mới có ý nghĩa, và Metro còn sống thì Vice mới có ý nghĩa, chứ để hai con nó cùng chết với nhau là không làm ăn được cái gì đâu các bạn ạ. Đấy. À, rồi ai sẽ đi cùng với Metro, đó chính là Vice và Orochi. À đây, ở đây có hình ảnh Orochi, mình không nhớ hết được các bạn ạ. Đấy, mà cũng không nên nhớ làm gì cả đúng không, bao giờ dùng tới thì mình tra chứ đầu óc để làm việc khác, nhớ đi thôi. Đâu rồi Metro, where are you? Ở đây có Vice giữa Metro đâu rồi nhỉ? Hay là càng ở trên nó càng được update môn trước nhỉ? Đây rồi, đó là King đúng không? Một võ sĩ mà đã bị trùng môn với mấy cái võ sĩ kia rồi. Ok, như vậy là King, nó không phải là cái điều gì quan trọng lắm. King cũng là một võ sĩ khá hay, tuy nhiên dùng nó chả dễ tí nào cả đúng không? Chả dễ tí nào cả. Như vậy mình có update rất nhiều, 6-7 võ sĩ rồi chứ không phải đùa đâu, ít đâu. Rồi Metro này đúng không? Rồi, hết chưa? Có lẽ hết rồi đấy đúng không? Metro có lẽ là hết rồi. Rồi ok, như vậy hết rồi đấy các bạn. Như vậy mình điểm danh lại xem có những cái cặp nào đúng không. Thứ nhất là cặp của Metro đâu rồi. Đây Metro này, đi cùng với Vice từ môn này. Orochi thì lục môn rồi. Ai nữa? Benimaru này, đi cùng với Diamond này, đi cùng với Rio này, với là đi cùng với Kyo này đúng không. Đấy, trang béo lục môn, Kim với Choi tứ môn. Trên này có ai nữa? Chihuahua, Mai, Mary và King. Lục môn Chihuahua là cái đáng chú ý thôi. Lục môn của Giz và tứ môn của Billy chữ tàu. Còn ai nữa nhỉ? Rồi cuối cùng là Robert. Cuối cùng là Robert với chuyện của Clark. Vô cùng là ngứa mắt đúng không? Clark. Thực ra mình rất là thích
thích rất là yêu thích Clark. Giá như mình có nhiều tay hơn, mình có thể phân thân thành nhiều người hơn, thì chắc chắn mình sẽ chơi team của Clark. Đấy cái điều chắc chắn. Bởi vì chơi team Clark thực sự nó rất là thú vị. Nó không chỉ khắc chế mỗi team siêu nữ đâu các bạn ạ. Khi mà thời điểm hiện tại có rất nhiều võ sĩ kỹ, cả hàng trước hàng sau, đặc biệt hàng sau, thì Clark nó vô cùng hữu dụng, nó tăng sát thương rất là lớn. Lục môn của Clark thì nó tăng tốc độ hồi độ lên tới 30%, giống như là Robert. Cho nên cái điểm yếu của võ sĩ gấu gần như nó được khắc chế rất là nhiều. Ainis gấu sẽ là một cái team mà mình hướng tới nếu như mình có cơ hội làm lại. Rất tiếc mỗi người game quyền vương 98 nó không reset thành nhiều lần, và mỗi người chỉ có một vài cái cơ hội nhỏ và đánh mất rồi thì không có cơ hội trở lại nữa. Những ai server mới, mình tin rằng Liêm cảm hứng với Clark chắc chắn là sẽ có rất là nhiều để xây dựng được một đội hình chơi được Clark, đội hình đánh hàng sau. Đội hình đánh hàng sau ngày xưa thì đã có rồi, đó là Chin với Andy. Tuy nhiên nó tồn tại trong khoảng thời gian Delta T khá là ngắn. Chính mình là người sử dụng S8 đấy, nó cực kỳ gọi là hữu dụng các bạn ạ. Nhưng mà về sau này thì nó có giảm công của lôi, máu miếc nó tăng lên nhiều, thì Chin với Andy không còn có khả năng là mạnh mẽ, không thể dứt điểm được hàng sau nữa. Cho nên là cái phong cách đánh hàng sau nó đã bị lỗi thời hay là bị lãng quên. Hy vọng là những cái server mới với sự xuất hiện của Clark từ một lần này sẽ là niềm cảm hứng cho lối đánh hàng sau quay trở lại. Rồi, phần tổng hợp của mình về danh sách lục môn mình nghĩ rằng cũng đã đủ rồi. Các bạn mình nghĩ rằng tin rằng đã đủ điều thông tin cho cái lần update sắp tới. Ngoài ra thì chúng ta còn rất nhiều sự kiện khác của Gaena trong những cái ngày tiếp theo, như là chuỗi sự kiện luân hồi, hay là những cái phần update phụ nhỏ nhỏ khác mà Gaena chưa công bố, đặc biệt là hội quản chiến lên server, thứ mà mình tin rằng rất là nhiều người mong chờ từ rất lâu rồi, từ tháng mình nhớ là tháng 7 cơ, Gaena đã thả thính rồi, mà tới tận tháng 9 vẫn chưa có. Nếu như vậy đến hết cả cái đợt này mà chưa có thì thật sự đây là cú quang tính gọi là mắc xa, đạt kỷ lục Olympic luôn chứ không phải là SEA Games nữa, đúng không? Rồi, video của mình xin phép dừng lại ở đây. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo với những bản update và những cái sự thú vị trong game 98.